Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 020. Bài này nằm trong khóa vô cơ 11, chuyên đề bài toán quặng sắt tác dụng với HNO3. Để xử lý được loại toán này, các em phải sử dụng thành thạo thầy bốn cái phương pháp giải cơ bản mà thầy thống kê ở đây. Và tùy từng bài toán mà các em áp dụng linh hoạt để làm sao cho hiệu quả nhất trong đề thi. Cụ thể bài toán này của thầy không dùng quy đổi bởi vì ở đây nó chỉ có hai chất. Đây là sơ đồ của bài toán. Trong sơ đồ này thì nhớ hộ thầy như sau. Thứ nhất là số mol đã cho sẵn là NO2 và Fe2O3 của thầy có sẵn mol là 0,11. Đề thi này hỏi các em cái gì? Là hỏi bài toán này người ta yêu cầu là tính khối lượng kết tủa thu được nếu như cho BaOH hai lần phản ứng với cái dung dịch tạo ra này. Đó. Thế thì bài toán này bài toán khó một chút rồi, bởi vì nó yêu cầu các em một vài vấn đề mà các em phải quách tỉnh cho thầy như sau. Thứ nhất là phản ứng phụ với KOH. Thì KOH của thầy là 0,7 mol vừa đủ. Phản ứng với lại sắt 3 tạo kết tủa, phản ứng với lại H cộng dư để phản ứng tạo ra nước trung hòa. Như vậy kết quả là số mol sắt 3 của thầy tính được dựa vào số mol Fe2O3 là 0,22 mol, thì OH trừ của thầy phản ứng sẽ là 0,66. Đây. Như vậy cái H cộng dư của thầy sẽ tính được ngay lập tức dựa vào OH trừ là 0,7 mol phản ứng vừa đủ. Trừ đi OH trừ phản ứng với sắt 3 thì ra OH trừ phản ứng với H cộng sẽ là 0,04 mol. Đó, đây là điều quan trọng mà thầy nhấn mạnh chưa bài nào mà các em thầy minh họa ở trên mà nó có trường hợp như thế này. Do đó thầy phải nhấn mạnh chỗ này. Thế sau khi tìm được H cộng rồi, ngon rồi. Để tính được kết tủa thầy tìm nốt sắt 3 và S42 trừ nữa, tức là tìm AB nữa. Như vậy thầy có hệ như sau. Hệ số 1 là bảo toàn E. A nhân với 1 là Fe3O4 cho 1E. 15B là FeS2 cho 15E, 1,54 là NO2 nhận. Bảo toàn nguyên tố sắt thầy có là 3A cộng với B thì bằng 0,11 nhân 2. Giải hệ tìm ra A bằng 0,04, B bằng 0,1. Sau khi tìm được AB rồi thầy thống kê lại cái dung dịch của thầy gồm có sắt 3, S42 trừ, NO3 và H cộng dư. Khi phản ứng với BaOH hai lần của thầy, BaOH hai lần thì kết quả là thầy có kết tủa BaS4 và FeOH 3 lần. Ở đây thầy kiểm tra lại số mol sắt 3 xem có đúng chưa. 3A tức là 3 nhân với lại 0,04 này cộng với lại bao nhiêu nữa, B là 0,1 này. Đúng không? Như vậy là bằng 0,22 à? 0,12 cộng với 0,1. Được rồi, ok. Thế thì các em có kết tủa BaS4 tính theo lưu huỳnh là 0,2 mol. Kết tủa FeOH 3 lần, nhớ hộ thầy cái này rất quan trọng này. Thầy có là FeOH 3 lần của thầy khi phản ứng sắt 3 với OH trừ thì OH trừ phân bố làm hai nhiệm vụ. OH trừ là 0,4 mol, nhiệm vụ thứ nhất là nó trung hòa H cộng. Như vậy còn lại 0,36 mol. 0,36 mol nó phản ứng với sắt 3 thì OH trừ hết. Như vậy các em phải dùng bảo toàn OH trừ để tính cho nó. Các em này 0,36 chia 3 bằng 0,12 mol. Chú ý hộ thầy cấm được tính theo sắt 3 vì sắt 3 nó dư. Đó. Như vậy hai kết tủa tính được, kết quả M tính ra được bằng là 59,44 gram. Đáp án thì có là D. Đó. Ở đây là sai rồi, các em sửa chỗ này dấu bằng thầy này. Kết quả đáp án là D là chuẩn xác rồi.